Ionie bị kết án 4 năm tù. Ủy ban cứu trợ người vượt biển không đếm xỉa. Ngày 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Cư Quyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và kết án 4 năm tù Ionie kẻ làm công kiếm tiền cho các dự án dân quyền của Nguyễn Đình Thắng. Ủy ban cứu trợ người vượt biển BPSOS ở xã E Ninh, huyện Cư Quyên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Tại phiên tòa, với những chứng cứ thu thập được, Ijonie đã bày tỏ ăn năn hối cải, cúi đầu nhận tội. Do vậy, bản án đối với Ijonie, kẻ mới ra tù sau bản án 9 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết, tình tiết tăng nặng, đã được nhận mức án 4 năm, có thể xem là khá nhẹ. Có lẽ do Ione nhận tội khai báo thành khẩn và chứng cứ phạm tội rất đầy đủ, phong phú nên chẳng có lý do gì để xuyên tạc, chống phá phiên tòa. Vì vậy, đám đầu sỏ từng chăn dắt và đẩy Ione vào con đường tù tội lần hai này hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Các trang tin của Ủy ban cứu trợ người vượt biển của Nguyễn Đình Thắng hay trang người thượng vì công lý của nhóm Equinbap ở Thái Lan đến giờ này vẫn không có một dòng tin nào khóc lóc cho Ionie và vu cáo chính quyền đàn áp tự do tôn giáo. Đến nay, hiếm hoi trên Facebook của Equin Brab tung lên cái ảnh cũ dích của đồng bọn Ionie đòi trả tự do cho Ionie từ khi bị bắt với một bài viết vội viết vàng, cầu từ lộn xộn, trái ngược hẳn với ngữ nghĩa muốn đòi tự do cho Ionie ngay phía dưới bài viết lộn xộn của Y e. Quỳnh rất nhiều người dân Tây Nguyên đã vào vạch mặt Y e và cảnh báo những kẻ bị Y e. Quỳnh lôi kéo lợi dụng. Thế mới thấy, cho hề truyền thông của đám phản động lưu vong, chắc hẳn chúng đợi sau phiên tòa, đợi xem lôi kéo kích động được thân nhân, đồng bọn nào của Y e. Yone lên tiếng bày tỏ việc phản đối và xuyên tạc bản án, thì chúng mới dựa vào đó để tố cáo xuyên tạc phiên tòa đàn áp nhà hoạt động tôn giáo.